Việt Dũng Auto 31 Lê Văn Lương xin kính chào quý anh chị em đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì ngày hôm nay Việt Dũng Auto chúng em xin được giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe vô cùng mạnh mẽ, vô cùng là chất lượng luôn. Thì đây là chiếc Range Rover phiên bản Sport 5.0 Supercharged. Người Việt Nam mình hay gọi là phiên bản thùng to đấy ạ. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2010 và đang được Việt Dũng Auto bán với mức giá là 760 triệu đồng cho mẫu xe này. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em một vòng quanh chiếc xe để xem là với cái số tiền 760 triệu đồng, quý anh chị em có thấy xứng đáng để sở hữu mẫu xe này không? Về phần ngoại thất của chiếc xe có phần ngoại thất full toàn bộ là màu đen, rất là đẹp và mạnh mẽ. Thực chất thì những mẫu Range Rover thì luôn luôn phù hợp với cả màu đen. Phần ngoại thất của chiếc xe là màu đen và nội thất là màu kem. Phía đằng trước, phần đèn trước của chiếc xe đi, em xin giới thiệu về trước về phần đèn trước. Phần đèn trước của chiếc xe thì công nghệ của thời năm 2010, nhưng mà đây là một mẫu xe cao cấp thời kỳ đó, cho nên là toàn bộ đèn của chiếc xe là sử dụng đèn bi xenon kết hợp cùng với cả LED và cũng có một chút halogen. Phía trước của chiếc xe thì cũng đã có công nghệ rửa kính, thì đây cũng là những công nghệ mà của thời kỳ đó dành cho những mẫu xe đắt tiền đấy ạ. Rửa đèn đó. Lốp của chiếc xe thì vành sử dụng vành 17 inch, lốp đang chạy là lốp Michelin. Đó, vành R20 đấy ạ, vành đang sử dụng lốp mid, chạy rất là êm ái luôn. Phần hốc mang cá của chiếc xe cũng toàn bộ là màu đen. Quý anh chị nào thích có thể về wrap lại màu khác cho đẹp hơn, nhưng mà cá nhân em thấy chiếc xe này đen tuyền rất là đẹp. Đây anh quay giúp em phần xa chiếc xe ra đấy để quý anh chị có thể nhìn rộng hơn, rõ hơn về phần chiều ngang của chiếc xe. Đây em cao 1m78 và nặng 80 cân mà em đứng cạnh chiếc xe này em cảm giác em nhỏ bé lại. Đây ạ, ngay sau đây em xin mời quý anh chị hãy ngó vào phần nội thất của chiếc xe, phần phía bên ghế lái. Số km đã chạy của chiếc xe hiện giờ đang ô đô đang là 6.4 vạn mi, tương đương đến chục vạn km. Thì đây là công tơ mét thì chắc chắn là chuẩn 100%. Những mẫu xe châu Âu thì thường không thể quay công được, mà có quay thì quý anh chị check cũng có thể ra được ngay. Chất lượng xe em đảm bảo với quý anh chị luôn là siêu đẹp. Đây, anh quay giúp em phần da ghế của chiếc xe. Quý anh chị nhìn chắc là sẽ quan tâm đến phần da ghế, phần nội thất và phần da ghế của chiếc xe. Màu nâu cà phê này rất là khỏe và rất là trẻ. Đấy, phần đệm ngồi theo năm theo tháng thì nó cũng sẽ có những cái vết nhăn này theo năm theo tháng thôi, nhưng không quá quan trọng vì nó cũng đã có tuổi rồi. Nhưng mà để mà da thì em xin cam đoan toàn bộ da của chiếc xe này là da zin 100%. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó sẽ rơi khoảng tầm 25 lít cho 100 cây đường trong phố hỗn hợp. Hệ thống âm thanh giải trí của chiếc xe là hang màn các đông. Đây là một trong những hệ thống âm thanh xe giải trí nghe rất là hay, nghe được nhiều chức năng. Nghe được nhiều thể loại âm nhạc. Phần vô lăng của chiếc xe với vô vàn những cái công nghệ ở trên thời kỳ này. So với thời kỳ này thì đây là trong rất nhiều số hiếm những chiếc xe thời kỳ đó mà vô lăng có nhiều nút tinh chỉnh như này. Được kể đến đầu tiên đó chính là hệ thống Lean Control. Đó. Tiếp theo là nghe gọi rảnh tay, chứng tỏ chiếc xe này đã có thể kết nối Bluetooth và nghe gọi qua Bluetooth mà có sưởi vô lăng. Hệ thống đèn của chiếc xe thì ở đây ạ. Đấy, đây là cụm hiệu chỉnh đèn của chiếc xe. Còn về phía trong này thì đây là các cái chế độ lái của chiếc xe. Đó, nó có tận 5 chế độ lái, từ đường thường đến đường đồng bằng, đường tuyết, nói chung là rất nhiều chế độ lái này. Xong rồi cảnh báo lệch làn này. Và đặc biệt là chiếc xe này sử dụng hệ thống bóng hơi, cho nên là cái phần giảm xóc của chiếc xe có thể nâng hạ gầm. Quý anh chị cũng có thể, em quay qua đây quý anh chị có thể nhìn thấy từng cái nút trên chiếc xe này. Nó rất là đẹp và rất là mới. Không có một chi tiết nào lỗi cả. Tẩu thuốc này. Phía dưới này thì chúng ta có này, có hai ngăn để đồ này. Đấy, để điện thoại, để đồ, tất cả có ở đây. Và phía dưới này thì là ngăn để cũng lại một hộp chứa đồ. Bên trong này cũng có các cái chế độ, các cái chỉnh nút, chỉnh niếc ở bên phía bên trong này. Em hiện giờ đang để chìa khóa xe máy. Đó, thì quý anh chị có thể nhìn thấy về phần nội thất của chiếc xe nó rất là đẹp. Rất là mới luôn, tất cả cái nút. Quý anh chị để ý giúp em, tất cả những cái nút đều còn hoàn hảo. Phía dưới này thì anh chủ cũ có lắp cái hệ thống thảm trải sàn 3D. Cá nhân em thì em cũng không thích lắm.
Quý anh chị mua về cũng có thể thay thế hệ thống thảm cao su bây giờ, vừa sạch sẽ vừa đẹp đẽ hơn. Thảm này quý anh chị nhìn thấy nó rất là bẩn, không hề sạch sẽ tí nào cả. Những chiếc xe hạng sang thời kỳ này 2010 thì thường sẽ có hệ màn hình giải trí ở phía đằng sau. Ra thì đến giờ này thì cũng không ai sử dụng nhiều, tại vì ngồi trên xe mà xem tivi thì rất là chóng mặt. Thì đây cũng là chỉ là những cái công nghệ cũ ngày xưa thôi, nhưng mà chỉ có những mẫu xe hạng sang mới có. Nó cũng là một chút gì đấy nó hoài niệm. Trần xe thì quý anh chị có thể nhìn thấy trần màu kem cùng màu với cả phần nội thất, và trần thì còn rất là đẹp. Hệ thống đèn của chiếc xe thì hoạt động không có một bóng nào cháy cả. Ghế ngồi rất rộng và thoải mái. Đây, có cả này, có cả cửa để tẩu ở đây. Đó. Là hạc mang ca đông cho Logic 7. Hạc mang ca đông thì thật ra là nó chưa phải là một thương hiệu loa high-end, nhưng mà nó cũng là những thương hiệu loa nghe rất là tốt rồi. Để mà high-end thì chưa phải. Đó. Phần cốp của chúng ta sẽ có một cái phần để cốp rộng vô cùng miên man như thế này ạ, rất là rộng luôn. Đó. À, em xin phép là còn quên mất là hàng ghế ở đằng sau ấy là có thể gập xuống làm bệ tì tay, và có thể có cả ô để có thể luồn tay ra đằng sau cốp để lấy đồ. Quý anh chị nếu có nhu cầu nếu vòng tay cốp. Đây. Còn đây là hệ thống lốp dự phòng của chiếc xe. Đó, em đang để cái túi này cho. Và đây là cái bệ ngồi Range Rover rất là hay luôn. Anh quay rộng ra giúp em, để em quay em ngồi lên cho quý anh chị nhìn thấy. Bệ ngồi này quý anh chị, ví dụ đây em chỉ cần ngồi này quý anh chị đã có thể thấy được rồi, là chúng ta có thể mang chiếc Range Rover này đi đến những cái điểm câu cá chẳng hạn. Đây chỉ là một ví dụ thôi, là quý anh chị có thể ngồi trên này vác cần câu ra câu cá rất là thoải mái. Hoặc là đi camping, đi đến những nơi địa điểm đẹp, quý anh chị có thể dừng xe lại, mở cốp ra ngồi ở phía đằng sau thay cho một cái ghế luôn. Phần thảm của chiếc xe thì là thảm nhung toàn bộ. Đây anh giúp em quay vào phần thảm nhung của chiếc xe. Thì nó cũng xuống màu theo thời gian thôi, không tránh được. Nó theo năm theo tháng, mà nhất là cái màu vàng này thì nó sẽ nhanh cũ. Đó. Nhưng mà quý anh chị nào có nhu cầu rất đơn giản, chỉ cần làm một cái tấm lợp cái phần đáy này để mình trông cho nó đỡ đỡ xấu thôi. Rất đơn giản. Đó. À, tiếp theo em sẽ quay đến các cái phần ghế này để quý anh chị xem về độ mới của chiếc xe. Ghế bên phụ ở phía đằng sau, ghế gọi gọi góc ghế của ông chủ đấy. Da ghế bóng loáng cứng và chất lượng da thì tuyệt vời luôn. Em phải công nhận là những thương hiệu mẫu xe của Anh thì thường về phần nội thất thì không thể chê được. Nó hơn xe Đức đấy. Bản chất là da da rẻ hay là về thiết kế nội thất nó rất là mạnh mẽ. Này. À, cái phần cửa gió điều hòa phía đằng sau quý anh chị có thể nhìn thấy. Quý anh chị chỉ cần bỏ ra 760 triệu đồng, quý anh chị có thể sở hữu được cái vẻ đẹp như này rồi. Thậm chí đến những chiếc Range Rover Defender đời cao bây giờ về các cái thiết kế nó vẫn không thay đổi. Nó vẫn cho chúng ta một cái cảm giác rất là việt dã luôn, mạnh mẽ và việt dã, vẫn sang trọng nhá. Thì Nữ Hoàng Anh thì là đã sử dụng chiếc Range Rover này để đi săn. Xin đi săn đi bắn. Thì đây thực sự là một trong những chiếc xe mà để mà lái đường trường việt dã thì nó là số 1. Đây, anh quay rồi thì cái phần ghế của bên phụ. Đây cũng là một phần ghế mà hay được ngồi, nhưng mà trên chiếc xe này nó còn rất mới luôn. Nó mới hơn bên ghế lái nhiều, ghế lái được sử dụng nhiều hơn. Quý anh chị nhìn thấy không? Cùng là theo năm theo tháng nhé. Nhưng mà bên này ít sử dụng hơn này. Nó sẽ đỡ nhăn hơn rất là nhiều. Đó, em ấn xuống ấy. Ví dụ mà xe sơn mà da mà sờn mà phun lại nhá, nó không bao giờ nó mềm như này. Đây chỉ có sử dụng toàn bộ là dưỡng da của Sonax thôi, chứ còn không có phun lại ghế hay là như nào cả. Đây, quý chị ấn này, nó mềm mịn rất sướng tay luôn. À, anh quay giúp em về phía phần nắp capo của chiếc xe đi. Em sẽ mở cái phần nắp capo này ra để quý anh chị có thể hiểu rõ cái bộ trái tim của chiếc xe này. Quay vào phần trái tim của chiếc xe này. Xe phải rất là đẹp. Tại vì đã bán những mẫu xe mà Range Rover như này rồi, các bác đã mua những cái mẫu xe này của em là toàn là những cái người về am hiểu về chiếc xe. Thì em sẽ chỉ quay sơ qua thôi. Quý anh chị nào mà
mà ưng thì cứ liên hệ giúp em đến số điện thoại rồi trực tiếp đến xem. Đây, em sẽ mở cái phần vỏ cái nắp máy ra. Quý anh chị có thể nhìn thấy cái phần bộ ruột trái tim của chiếc xe nó kính cong như nào. Xe được chăm sóc rất là cẩn thận. Nó phải nói là một trong những xe chất đấy ạ. Còn quý anh chị tìm hiểu kỹ hơn, muốn xem kỹ hơn hay trực tiếp là muốn lái thử chiếc xe này thì cứ liên hệ giúp em, để số điện thoại em để ở ngay phía dưới. Chất lượng xe thì em xin cam kết rồi, chỉ còn là về giá thôi. Quý anh chị ưng cứ liên hệ giúp em nhé. Đó, thì em cũng chỉ quay qua qua thôi. Đó, quý anh chị, đây, em sẽ lắp vào, để thì em sẽ lắp lại vào sau. Này, nó có cái lẫy ở trong này, ấn vào phát là được. Đó, thôi rồi, cái này tỉa xử lý sau. Thì em tổng kết lại chiếc xe đã. Đúng rồi, thôi không sao, cứ để nở máy này ra. Đây, anh quay ra tí. Thì em xin tổng kết lại chiếc Range Rover Sport thùng to, được sản xuất vào năm 2010, một chủ duy nhất từ đầu. Xe được đăng quên nhầm hai chủ. Đó, thì là xe được đăng ký biển số thành phố Hà Nội và đang được Việt Dũng Auto bán mức giá là 760 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu cứ liên hệ giúp em, để số điện thoại em để ngay phía dưới. Cảm ơn quý anh chị và em xin chúc quý anh chị có một ngày tốt lành ạ.